thưa quý vị, sáng ngày 9 tháng 10, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có khảo sát thực tế một số khu vực khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Châu Thành. Tham dự đoàn khảo sát của ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đoàn đã có buổi khảo sát thực tế tại một số điểm khai thác đất sang lấp trên địa bàn huyện châu thành để ghi nhận tình hình khai thác đối với các mỏ còn giấy phép khai thác cũng như việc chấp hành các quy định thủ tục đóng cửa mỏ phục hồi môi trường trong quá trình đóng cửa mỏ đối với các giấy phép hết hạn khai thác Tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, các thành viên đoàn khảo sát đã đưa ra một số nội dung cần làm rõ như công tác quản lý các mỏ khoáng sản đất thời gian khai thác, các yêu cầu về quy định thủ tục đóng cửa mỏ, công tác quản lý sử dụng đất đai trong khai thác khoáng sản, tình hình và kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan trong hoạt động khoáng sản, công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản, về quy định phân công phân cấp quản lý, cơ chế phối hợp, cơ chế xử lý trách nhiệm trong quản lý hoạt động khoáng sản đại diện ủy ban nhân dân huyện châu thành đã giải trình các vấn đề đại biểu đặt ra cũng như nêu những khó khăn vướng mắt trong công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản tại địa phương